Sau khi ra được cái khoảng giá đó rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ thu hẹp một lần nữa. Đấy là chúng ta dựa vào định vị để thu hẹp một lần nữa. Dựa vào định vị của thương hiệu. Chúng ta còn nhớ khi định vị thương hiệu thì luôn có mấy dạng định vị ạ? Chúng ta định vị bằng cách khác biệt hóa, đúng không ạ? Chúng ta định vị bằng gì ạ? Giá thấp hoặc là chi phí thấp. Chúng ta nói luôn là giá thấp. Chúng ta định vị bằng gì ạ? Theo đối thủ, đúng không? Định vị theo đối thủ. Và tiếp theo định vị bằng gì ạ? Định vị bằng giá trị, đúng không ạ? Thì có bốn cách định vị. Thì nếu doanh nghiệp định vị như thế nào thì chúng ta sẽ thu hẹp được cái khoảng giá ở mức như vậy, được chưa? Ví dụ định vị là khác biệt hóa thì chúng ta phải tính cái phí cho khác biệt. Các bạn hình dung ra chưa? Nếu cái khác biệt đó nó có giá là bao nhiêu thì chúng ta tính cái phí cho khác biệt, chúng ta có thể cộng được vào và nó ra được một cái khoảng giá. Ví dụ từ cái giá sàn là giá mà gì ạ? Mà gần như là nếu mà đây là giá hời nhất của khách hàng, đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta cộng một cái sắc khác biệt vào và chúng ta định giá cho cái khác biệt đấy maximum là bao nhiêu thì nó ra được một cái khoảng giá, thì đó là khoảng giá thu hẹp lại, được chưa? Theo định vị khác biệt hóa. Định vị bằng giá thấp thì chúng ta dựa hoàn toàn vào giá sàn và giá của ai ạ? Giá của đối thủ luôn luôn phải nằm ở mức gì ạ? Giá sàn và giá gì ạ? Giá của đối thủ, tức là nó phải nằm trong khoảng này. Và đương nhiên nó phải thấp hơn gì? Nó phải thấp hơn giá của đối thủ. Các bạn hình dung ra chưa? Nó ra được một cái khoảng hẹp nữa. Hình dung ra chưa? Chứ không phải định giá là chúng ta cứ ra chúng ta công thức hay gì cả. Nó phải hẹp theo từng những cái này. Vì bản chất của đi định giá là thu hẹp dần dần lại. Hình dung ra chưa? Và hẹp theo đối thủ thì nó dễ hơn nữa rồi. Tức là định vị theo đối thủ có nghĩa là ngang bằng thì giá của mình sẽ như nào? Dễ quá, nếu định vị theo cách này thì giá của mình sẽ như nào? Má của mình sẽ xấp xỉ, lớn hơn hoặc bằng hoặc gì ạ? Bé hơn, không đáng kể, được chưa ạ? Vậy thì nếu chúng ta định vị bằng giá trị thì chúng ta nhớ là có mấy cách định vị bằng giá trị? Có 5 cách định vị bằng giá trị, đúng không? Giá trị gì ạ? Giá thấp thì giống như cái này rồi, đúng không ạ? Không nói nữa. Nếu như sản phẩm dịch vụ trung bình, được chưa ạ? Mà giá gì ạ? Giá thấp thì có nghĩa là gì? Giá của chúng ta cũng phải thấp hơn gì? Đối thủ, nhưng sản phẩm phải gì ạ? Phải cao hơn. Hình dung ra chưa? Định vị của chúng ta bây giờ khó hơn là định vị sản phẩm dịch vụ cao và giá gì ạ? Giá cao. Thì giá này bắt buộc phải lớn hơn đối thủ, tức là từ cái mức giá sàn đến cái mức giá trần. Thì nếu chúng ta mà làm định vị là định vị dịch vụ sản phẩm giá cao thì có nghĩa là giá đối thủ ở trong đâu thì chúng ta bắt buộc phải gì ạ? Ví dụ đây là giá của đối thủ thì bắt buộc chúng ta phải gì? Phải cao hơn đối thủ, tức là giá sẽ nằm từ khoảng giá trần đến giá cao nhất của thằng đối thủ. Các bạn hình dung ra chưa? Và tương tự như vậy thì tất cả những cái định vị này các bạn đều có thể đưa ra được một cái khoảng giá, được chưa? Và khi có cái khoảng giá này rồi thì đấy người ta gọi là khoảng định giá chiến lược. Có nghĩa là cứ nhảy vào cái vùng đó thì khách hàng đã có sự so sánh giữa ta và đối thủ rồi. Hình dung ra chưa? Thì có cái khoảng định giá chiến lược đó rồi, lúc này chúng ta mới soi là ồ thế bây giờ trong cái khoảng đó chúng ta định giá ở mức nào thì sẽ có lợi nhuận tốt nhất. Hình dung ra chưa ạ?